Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở đang là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ nhằm chủ động kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu đến cơ sở và góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. Trong những năm gần đây, việc áp dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đã được Đài Truyền thanh Huyện Thoại Sơn triển khai thực hiện với những hiệu quả bước đầu. Đài Truyền thanh Thoại Sơn được thành lập vào năm 2011 với 22 cán bộ phóng viên. Nhiệm vụ chính của đài là thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền cơ sở, thông tin cảnh báo về phòng chống tội phạm, dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn huyện, phổ biến các kiến thức cần thiết về khoa học kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất kinh doanh của người dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền của mình, ngoài nội dung, đài còn chú trọng vào yếu tố kỹ thuật, nhất là việc áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và công tác nghiệp vụ như cộng tác tin bài với đài phát thanh truyền hình An Giang bằng các đường truyền, áp dụng hệ thống mạng vào quá trình tác nghiệp, xử lý tin bài, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. Trong công tác mà quản lý và điều hành hệ thống đài truyền thanh của huyện thì tất cả các phóng viên thường trực cũng như là phóng viên phụ trách địa bàn là chuyển tất cả thông tin về đài theo đường mạng, đường truyền. Và tất cả phóng viên là xử lý tất cả các thông tin là trên mạng hết. Hiệu quả mà đạt được là nhanh chóng, kịp thời và chính xác, rồi tiết kiệm được các khoản các chi phí của đơn vị. Bên cạnh đó, Đài Truyền thanh Huyện Thoại Sơn còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện chương trình mỗi tháng một hoàn cảnh nghèo được giúp đỡ, nhằm gắn kết những mảnh đời không may với các nhà hảo tâm để được yêu thương và san sẻ. Từ khi thực hiện đến nay, chương trình đã giúp đỡ được 50 trường hợp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Đây là một trong những chương trình của Đài Truyền thanh Huyện Thoại Sơn thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán thính giả nhằm sẻ chia, tiếp sức với người nghèo. Xác định là có ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền của đài trong thời gian sắp tới là rất quan trọng. Thì đài chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm để ứng dụng những công nghệ thông tin vào trong công tác tuyên truyền để đạt cái kết quả hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, chính xác như là trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube và cổng thông tin điện tử của huyện. Với những hiệu quả tích cực từ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ tuyên truyền của mình, Đài Truyền thanh Huyện Thoại Sơn còn chú trọng nội dung, đổi mới hình thức thể hiện, đa dạng đối tượng, phương thức tiếp cận với khán thính giả qua các ứng dụng trên các trang mạng xã hội hiện nay, góp phần mang các thông tin chính thống đến với bạn nghe và xem đài tại Thoại Sơn nói riêng và của cả tỉnh An Giang nói chung.